Chào các bạn, mình nha. Đây là hoa ngũ sắc này. Cái hoa này là nhà mình trồng. À quên, không phải. Nó tự mọc chứ không phải làm trồng. Bây giờ mình đi ra ngoài thì sẵn dịp có mấy đứa em lên chơi thì mấy anh em rủ nhau đi chơi à, sẽ có những cái thước phim giải trí vui vẻ. Thì mong mọi người theo dõi và nhớ cho mình một like và subscribe. Cảm ơn các bạn. Hoa cẩm chướng rất là đẹp nha. Chim nó đứng như kia, nó nhìn thẳng thắn kìa. Đúng, nó đậu ngay đây luôn, trong ao nè. Đâu? Trong ao đó. Con kè. Ơi. Trong ao. Có đâu phải trong ao. Trong ao. Trồng màu hay là chim con à? Anh đâu? Đó, đưa ngực trắng đó. À, con đó con chàng làng. Chàng làng con la làng la xóm không? Ờ, nó nói nhéo nhéo suốt ngày. Cái ổ giá trị thiệt. Đã không? Cái này ngọt không? Nhưng mà trái nào mà nó không có sâu đâu. Cái này. Cái này chín không? Cũng ngon, cũng giòn quá. Nhìn thế mới. Chắc là không giòn đâu. Thôi để trừ lại người khác ăn hái hết một rong. Chín cây nè. Úi dồi, heo sướng ha. Nó sướng như heo. Ủa ngon à. Không được làm mà cỏ. View này đẹp này ha. Đây cỏ hồng này nó, mùa này nó không có hồng. Ở đây cỏ hồng á hả? Ừ. Quanh năm hả? U cánh bướm kìa. Leo này thở luôn. Ôi có hồng. Tháng bữa sau thì dắt mấy cô ghi lên đây nè, nó khoái. Yếu vậy. View đẹp ha. Mệt đó. Mệt không? Nghỉ vậy. Quá gì mình ha. À. Cái nào mà trồng thơm thì cũng kiểm lắm. Cái nhà bà kia kìa hả? Nhà đó nhà của ai đó? Nhà ông Sáu. À. Ông Sáu trong tới ông Bảy. Hai anh em ruột đấy. Ông nó cũng tội rủ một cái xe nổ cái bánh xe đuôi mẹ nó hai con mắt. Vậy hả? Bị lâu chưa? 2 năm. À. Cũng... Em đi mua xe hơi. Ừ. Là tối đó em chạy xe về nhà để là sáng hôm sau là chở ông đi cấp cứu ở bệnh viện luôn. À. À, sáng là đang ngồi trong này cà phê là nổ cái ầm đó. Gì đó hả? Con ổng chạy vô nhờ chở đi cấp cứu. Đúng là tội. Xui à. Hoa kìa. Nhà cũng khổ. Hoa cánh bướm. Này mấy đứa nữ thích à.
Đây là hoa cánh bướm nè, quá đẹp luôn. Này mấy cô nữ sống ảo là đúng bài luôn ha. Quá chuẩn luôn. Thắng vô đi chụp hình này, thắng nè. Hiểu kiểu gì. Nhìn mấy thanh niên kìa, anh trai không à. Cái view này đẹp nè. Lên đây. Đứng đạp vào hoa nha. Nó live stream cho bà bầu thì thôi chứ bà bầu có đi được đâu mà live stream nó tức thêm chứ cái gì. Bữa sau nó dắt cái cô nào không bầu á. Đỉnh cao Đà Lạt bắt đầu mùa Festival 2022. Kia là mấy thanh niên trái đất này xa vợ một nơi nào đó vẫn sẽ đi sống ảo sau này. Là vợ của bạn quên chưa vợ chứ quên các con của bạn, chỉ có mình có vợ thôi. Là bây giờ tạm thời mấy thanh niên kia là vẫn còn độc thân vô tính, học hành tạm thời vẫn đang là người yêu của người khác phải không? Mày có vợ rồi hả? Chưa có gì đúng không? Heo. Cái này vầy bữa nó cái hạt nó xuống là nó mọc lại luôn ha. Mưa xuống nở lên nè. Bữa nay nó trồng cái tăm chắc mạch đó ở dưới cầu đất á. Được không? Thì nó chắc chắn có khách rồi đó, nhưng mà nó chỉ được khoảng 7-8 ngày là đẹp. À, nó không bền ha. Qua nay lên nó nắng á. Xuống cơn mưa là lên đường. Ờ nó cần 2 tháng. Cái này mà nói mà cho xây nhà, xây trái nhà. Mày xây nhiều lại sợ dở, nó xấu, xây ít thôi. Cho em xây cần gì xây. Em đặt 20 cái măng lâu. Ờ, măng lâu nhìn nó đẹp. Xây đúng không? Cái gì? Nhà chữ A đó. Nhà nó làm giống xưởng hết. Đặt phát tới xong. Đặt xuống thôi hả? 200 củ. Đặt xuống rồi. Đặt luôn, khỏi xuống nghỉ. Điều như nhà tiền chế sau này mai mốt. Đó là thuộc lại nhà tiền chế đó. Đẹp nó hài hòa chứ mà xây nhà bê tông cốt thép là không đẹp đâu. Làm đây không cho làm nhé. Đâu? Anh có ai muốn hợp tác làm hôm tây không? Em giới thiệu cho người 3.000 mét. Đất được 700 mét xây dựng. View đỉnh cao hơn ở đây. View đường ăn của West á. À. Nhìn về Lan Biên đẹp, mà miếng đất nó đẹp nhất mắt. Nhưng mà cho thuê hay cho hợp tác? Phải hợp tác làm chung. Bán luôn cũng được, bán luôn đi 22 tỏi. Ừ. Hợp tác làm ăn ngồi bàn giấy bàn với nhau. Bàn với nhau rồi thằng gống bao nhiêu? Bài tỏi. Chia phân công nhiệm vụ. Luôn á thì 22. Quen á. Ừ.
ba sào đất. Ba sào. Nó cho đế lấy. Ờ. Bây giờ đất đai lên mà. Tất đất tất vàng. Ghê ha. Sao mình biết được? Mình biết được là mình giàu rồi. Mà cái view này đúng đỉnh luôn.